Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 237, chương 2361, Thảm cảnh của Ngưu Ngưu, 1. Đối với sự an nguy của đại sư huynh, Hứa Thanh cảm thấy không cần phải lo lắng. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy đại sư huynh gặp bất lợi nào, gặp bất lợi đều là kẻ khác. Trong số những nạn nhân, có cả những sinh vật thần tính trong cấm hải, cũng như tam hồn thiên địa nhân, về những kẻ mạnh mẽ hơn. Có cả xích mẫu, thậm chí nhị ngưu cũng đã cắn mấy miếng từ tàn diện. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh, đại sư huynh điên cuồng như vậy, không thể nào gặp nguy hiểm tại tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa. Dù sao, lần này đại sư huynh tự nguyện đi tiên thuật điện, trước khi đi còn thề thốt. Nên đối với Hứa Thanh, lần này đại diện cho chúa Tể Sơn thứ 10, một phần là chứng kiến, phần khác là đến để xem trò vui. Phải biết rằng trước đây, hắn luôn hành động cùng đại sư huynh, còn lần này với thân phận cao hơn để xem biểu diễn của đối phương, đây là lần đầu tiên trải nghiệm. Tuy nhiên, cũng cần cố gắng kiểm soát tình hình. Vì nữ đế đã yêu cầu, Hứa Thanh cảm thấy cần thiết để không để đại sư huynh làm quá lên. Nhưng nghĩ đến tính cách không biết chừng của đại sư huynh, Hứa Thanh cũng không có nhiều niềm tin, cứ thử khuyên một chút. Nghĩ vậy, Hứa Thanh an tâm, tốc độ trên bầu trời càng nhanh hơn. Suốt đường đi, hắn phi hành cấp tốc. Hai canh giờ sau, trên bầu trời, hắn đã thấy từ xa thành trì nơi hắn từng chia tay đại sư huynh. Vị trí của tiên thuật điện của Đông Ma Vũ nằm ở phía bắc ngàn dặm ngoài thành trì này. Ánh mắt Hứa Thanh quét qua, thân hình không hề dừng lại, lao vút qua thành trì, nhanh chóng vượt qua ngàn dặm, thấy một hồ nước màu trắng. Cũng giống như tiên thuật điện của Tây Ma Vũ, đều được xây dựng trên hồ nước, khác biệt là tiên thuật điện của Đông Ma Vũ có hồ nước màu đen, còn tiên thuật điện của Tây Ma Vũ có hồ nước màu trắng. Tên gọi là Vọng Sinh Hồ. Trung tâm hồ nước dựng lên một cung điện như đền thờ, toàn bộ màu đen, như được chế tác từ ngọc đen, đối lập rõ ràng với hồ nước trắng. Trên hồ nước, khác với những tiên sư đang ngồi cảm ngộ tại Tây Ma Vũ, có lẽ vì cảnh tiêu điều, hoặc cũng có thể vì hôm nay là ngày dự lễ, không có tiên sư nào ngồi, không gian trống trải. Thậm chí cung điện đen cũng còn dấu vết hư hại, nhìn không giống tồn tại lâu đời, mà như mới bị ảnh hưởng bởi thuật pháp. Nhìn những cảnh này, Hứa Thanh trầm tư, thân hình vượt qua hồ nước, khi xuất hiện trên không trung của tiên thuật điện thì dừng lại, khoanh tay, lạnh lùng lên tiếng. Tiên sư phụ trách nơi này, ra gặp ta. Lời này như sấm sét, nổ tung bốn phương, khiến hư không vặn vẹo, hồ nước bên dưới gợn sóng, tạo nên những cơn sóng lớn. 7-8 bóng người lập tức từ trong tiên thuật điện bay ra, lao thẳng đến Hứa Thanh. Người dẫn đầu là một tiên sư trung niên, khi nhìn rõ Hứa Thanh, đôi mắt co rút, vẻ mặt càng cung kính hơn, bước nhanh tới gần, cách mấy trượng, chắp tay cúi sâu, tham kiến huyết trần tử đạo hữu. Hoan nghênh đạo hữu quang lâm, vừa rồi chúng ta tiếp đón khách trước, sơ suất, mong đạo hữu đừng để bụng. Tiên sư trung niên vẻ mặt chân thành, những tiên sư phía sau cũng đều nghiêm trọng, cúi đầu bái kiến. Sở dĩ như vậy là vì trong thời gian này, tên tuổi huyết trần tử đã nổi lên trong Ma Vũ Thánh Địa. Thách thức của hắn ở Tây Ma Vũ, cùng trận chiến cuối cùng với Tây Ma Tử, có thể nói là người người đều biết. Điều này khiến tên tuổi của hắn tại Đông Ma Vũ càng thêm lẫy lừng. Cộng thêm hậu thuẫn là chúa Tể Sơn thứ 10, khiến tiên thuật điện hiện giờ suy yếu, không dám chậm trễ chút nào. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, hơi gật đầu, huyết trần tử đạo hữu xin mời. Thấy Hứa Thanh không để ý, tiên sư trung niên thở phào, y đã nghe nói huyết trần tử tính cách bạo liệt, thần thông toàn thân máu, đặc biệt thích giết chóc. Lúc này càng thêm cẩn thận, đang định dẫn đường. Nhưng lúc này, Hứa Thanh trên không trung quay đầu nhìn về phía chân trời. Tiên sư trung niên ngẩn ra, theo đó nhìn lại, có tiếng cười từ xa vang lên. Phía trước, có phải huyết trần tử đạo hữu? Cùng với tiếng cười vang vọng, từ xa có một đại hán tiến đến. Đại hán thân hình vạm vỡ, mặc trường bào xanh, đôi mắt sáng ngời như điện, lúc này đi trên không, nơi đi qua chấn động tu vi cửu giới tạo thành áp lực lớn, ảnh hưởng thiên địa. Tiên sư trung niên vội cúi đầu bái kiến, tham kiến Thế Tôn. Hứa Thanh mặt vẫn bình tĩnh, trong ký ức của huyết trần tử, có hình bóng của người này, biết rằng gã là trưởng tử của chúa Tể thứ 5, tên là Lâm Khôn. Nhưng hai người không quen,
thậm chí có thể nói trước khi Hứa Thanh đến, người này cũng chỉ nhớ mơ hồ về huyết trần tử, không để mắt đến. Nhưng hiện tại, rõ ràng khác biệt, Hứa Thanh chỉ khẽ chắp tay, tiếng cười của Lâm Khôn từ chân trời càng lớn hơn. Huyết trần tử đạo hữu, không cần thế này, ngươi và ta không cần phải câu nệ, chiến tích của ngươi tại Tây Ma Vũ khiến ta ngưỡng mộ vô cùng, nhiều lần tán thưởng. Lâm Khôn cười ha ha, ánh mắt chân thành không rõ thật giả, vẻ mặt và lời nói đều mang ý thân thiện. Hôm nay gặp được, quả nhiên là anh kiệt. Nhưng bản tính con người không thể chỉ nhìn từ vẻ ngoài, nên Hứa Thanh tự nhiên không vì vài câu nói mà sinh ra thiện cảm, liền lắc đầu. Là nhờ uy thế của chúa tể che chở, tại hạ chỉ theo chân chúa tể, lần này may mắn có chút danh tiếng, nếu là Lâm đạo hữu đi, nhất định có thể làm rạng danh Đông Ma Vũ chúng ta hơn. Chương 2362, thảm cảnh của Ngưu Ngưu, 2. Thấy Hứa Thanh nói nghiêm túc, nụ cười của Lâm Khôn càng tươi, liền hàn huyên vài câu, trong cuộc trò chuyện khéo léo lồng vào một số lời thăm dò. Hứa Thanh đối với loại giao tiếp này, sau nhiều lần rèn luyện cũng ứng đối thành thạo, không chỉ không sơ hở, còn khéo léo nâng đối phương lên một chút. Vì vậy nhìn từ bề ngoài, hai người rất hòa hợp và dưới sự dẫn đường của tiên sư trung niên, cùng tiến vào tiên thuật điện. Trên đường, nhìn dấu vết thuật pháp trong tiên thuật điện, Lâm Khôn cười, nhìn Hứa Thanh. Huyết Trần Tử huynh, thời gian ngươi đi Tây Ma Vũ, nơi này đã xảy ra mấy chuyện lớn. Đệ tử của tiền đại tiên sư là Nguyệt Đông trở về, muốn tranh đoạt vị trí đại tiên sư, bị nhiều trưởng lão tiên thuật điện ngăn cản, xung đột nhiều lần. Nguyệt Đông có thủ đoạn, cũng có sức hấp dẫn, không chỉ thu hút một số tiên sư ủng hộ, còn quan trọng là mời ngoại viện, đưa trưởng tôn của gia tộc Vân ra vào, giúp ả giết nhiều trưởng lão. Ban đầu, diễn biến sự việc là Nguyệt Đông thắng, cuối cùng thăng tiến thành đại tiên sư, nhưng không ngờ phút cuối. Đại trưởng lão tiên thuật điện bế quan nhiều năm xuất quan, mạnh mẽ xuất thủ trấn áp bát phương, bắt sống Nguyệt Đông, định đoạt càn khôn. Lâm Khôn vừa đi vừa nói, đồng thời ánh mắt quan sát thần sắc của Hứa Thanh. Nghe thấy tên Nguyệt Đông, mắt Hứa Thanh lóe lên lạnh lẽo. Lâm Khôn cười nhẹ. Ta cũng nghe nói Huyết Trần Tử huynh có mối thù sâu với Nguyệt Đông, lần này, dù không đích thân ra tay, nhưng có thể tận mắt thấy ả chết, hẳn cũng có thể giúp đạo hữu cảm thấy thoải mái hơn chút. Hứa Thanh lắc đầu. Ta ngược lại hy vọng Nguyệt Đông có thể thắng, như vậy, sau này ta mới có cơ hội tự tay giết ả, mượn sức người khác, cuối cùng không hợp với lòng ta. Lâm Khôn gật đầu, hiểu lời của Hứa Thanh, nếu là gã cũng sẽ nghĩ như vậy. Kẻ thù như thế, nếu mình không đủ sức báo thù thì thôi, nếu mình đủ sức, tất nhiên muốn tự tay giết, mới thấy sảng khoái. Đang nói, dưới sự dẫn đường của tiên sư trung niên phía trước, họ đi qua một hành lang dài trong tiên thuật điện, khi xuất hiện đã ở một quảng trường hình tròn rộng lớn. Quảng trường này được xây dựng rất hùng vĩ, xung quanh chạm khắc vô số dị thú cổ xưa, còn có các vị anh hùng các tộc từ thời Huyền U cổ hoàng, lập công bằng tiên thuật. Trên không trung, có 6 sợi xích sắt, treo ngược một người hình chữ đại. Chính là Nguyệt Đông. Nàng tóc tai bù xù, bất động, toàn thân đầy máu, thê thảm vô cùng. Nhìn nàng như vậy, như thể máu đã sắp chảy hết. Khí tức yếu ớt, như có như không. Xung quanh còn lơ lửng 10 chiếc ghế khổng lồ. Mỗi chiếc ghế đều được làm từ tiên ngọc, trước mặt là linh bảo, phát ra ánh sáng lấp lánh như 10 mặt trời, cực kỳ xa hoa. Lúc này, trên 6 ghế, đã có tu sĩ hiện diện. Trong số đó có nam có nữ, mỗi người tu vi đều là uẩn thần cửu giới, khí thế mạnh mẽ. Đều là đại biểu cho các chúa tể sơn khác nhau. Khi Hứa Thanh và Lâm Khôn xuất hiện, 6 người này đều nhìn lại, trọng điểm là Hứa Thanh. Tâm tư mỗi người ra sao, chỉ họ tự biết, còn biểu hiện bên ngoài, trừ khi có mục đích cố tình thể hiện, nếu không, hoặc bình thường, hoặc gật đầu ra hiệu. Hứa Thanh cũng vậy, sau khi nhìn 6 người, cùng Lâm Khôn bay lên, ngồi xuống ghế. Hứa Thanh ngồi ở ghế thứ 10, vừa ngồi xuống, hắn đã nhìn lên Nguyệt Đông đang bị treo lơ lửng. Chỉ nhìn thoáng qua, Hứa Thanh biết Nhị Ngưu không sao. Vì trong ấn tượng của hắn, máu của Nhị Ngưu là không bao giờ cạn kiệt. Sao có thể giống tình trạng máu sắp chảy hết như bây giờ? Đại sư huynh đang cố tình tỏ ra yếu thế để dụ địch, hoặc là đang mượn sức. Dù sao đi nữa, tình hình này, mục đích của y hẳn là muốn ở thời khắc then chốt nhất, hoàn thành cuộc lật ngược. Để làm được điều này, điều kiện tiên quyết là khiến cho đại trưởng lão của tiên thuật điện hoàn toàn tin tưởng, cho rằng đại sư huynh đã không còn khả năng lật ngược tình thế. Đáng tiếc ta không biết chi tiết, không biết đại sư huynh làm thế nào để đạt được điều này. Khi Hứa Thanh đang suy nghĩ,
Thân thể của Nguyệt Đông hơi run rẩy, như có cảm giác muốn tỉnh dậy từ cơn mê, nhưng hiển nhiên thương thế quá nặng, khiến nàng lúc này ngay cả sức mở mắt cũng thiếu. Mà theo thời gian trôi qua từng chút, khi hai đại biểu của các chúa Tể Sơn cuối cùng đến nơi và ngồi xuống, nhân vật chính của buổi lễ này, từ hư không trên quảng trường, từng bước tiến tới. Đó là một lão giả mặc áo bào đen, tóc trắng xóa, toàn thân héo hon nhìn như bộ xương. Kỳ lạ là, sau lưng lão có nhiều bóng mờ, lần lượt là bản thân trung niên, thanh niên, thiếu niên. Còn bản thể của lão, tay cầm một cây pháp trượng khổng lồ, toàn thân toát ra khí thế kinh người, cho Hứa Thanh cảm giác như biển cả mênh mông. Khác hẳn với tất cả các uẩn thần mà hắn từng gặp, trên người lão giả này tỏa ra nồng đậm tiên thuật ba động. Sự xuất hiện của lão khiến đại điện lập tức yên tĩnh, bao gồm cả Hứa Thanh và mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Tuân theo ước định cổ xưa, mỗi đời đại tiên sư của tiên thuật điện xuất hiện đều phải được toàn bộ chúa Tể Sơn chứng kiến. Vì vậy, có lời mời hôm nay, lão giả áo đen nói khàn khàn, nói xong vung pháp trượng trong tay, chỉ vào Nguyệt Đông bị treo lơ lửng. Nguyệt Đông, phản bội tiên thuật chi đạo, lão phu mời các bên đến đây, không chỉ để chứng kiến đại tiên sư xuất hiện, mà còn cùng nhau quan sát luyện hóa tiên ấn lục tặc của ả. Mời các chúa Tể Sơn xuất lệnh bài, cho phép tiên thuật điện khai mở nghi thức luyện tiên. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2363, Cự Yêu Viễn Cổ 1. Tại tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, vị đại trưởng lão mặc áo bào đen, giọng nói như tiếng kim thạch ma sát, vang vọng khắp quảng trường. Hơn nữa, giọng nói của lão còn chứa đựng ý trùng điệp, vì không chỉ lão ở tuổi già mà cả các bản thân ở trung niên, thanh niên và thiếu niên phía sau cũng đều lên tiếng. Cảnh tượng đó vô cùng quái dị. Có thể thấy rằng, dù vị đại trưởng lão này không sở hữu truyền thừa tiên thuật lục tặc vọng sinh của Đông Ma Vũ, nhưng tiên thuật mà lão nắm giữ cũng kinh người. Ngay khi lời nói kết thúc, pháp trượng trong tay lão gõ vào hư không bên dưới. Âm thanh như tiếng chuông vang vọng, nhanh chóng lan ra. Tựa như sấm sét, lại như tiếng hô của chúng sinh, tạo thành thế núi đổ biển gầm, xoắn vặn hư không, mơ hồ bát phương, bùng lên uy thế mênh mông. Đặc biệt là tại quảng trường nơi pháp trượng chỉ đến, phát ra tiếng nổ ầm vang, một cái xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Xoáy liên tục xoay tròn, như hình thành một hố đen, hướng tới nơi không biết. Cảnh này khiến các đại diện của các chúa Tể Sơn đều dõi theo. Hứa Thanh tuy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lộ ra ý sâu xa. Các sứ giả của các chúa Tể Sơn khác cũng đều trầm ngâm, hiển nhiên đã có nhận thức mới về vị đại trưởng lão vừa xuất quan này. Các vị chúa Tể Sơn, tuân theo ước định cổ xưa, xin hãy xuất lệnh bài, cho phép tiên thuật điện chúng ta nâng lên luyện tiên lô. Đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía các vị, giọng trầm thấp. Các bên im lặng, nhìn nhau một lúc, sứ giả của chúa Tể Sơn thứ năm giơ tay, lập tức một lệnh bài bay ra, lơ lửng trên đầu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo là các đại diện của các chúa Tể Sơn khác, từng người xuất lệnh bài. Theo ước định giữa tiên thuật điện và chúa Tể Sơn, nguyên tắc là tiên thuật điện phải chịu sự kiềm chế của các chúa Tể Sơn, nên mỗi đời đại tiên sư đều phải được sự đồng ý của chúa Tể Sơn. Đặc biệt là đối với bảo vật cổ của tiên thuật điện là luyện tiên lô, càng bị hạn chế nhiều, chỉ có lệnh bài mới có thể kích hoạt. Dù sao, bảo vật này có nguồn gốc phi phàm và là duy nhất trong Ma Vũ Thánh Địa. Cũng là quyền uy chính thống của Đông Ma Vũ khi xưa, dù hiện nay tiên thuật điện của Đông Ma Vũ đã suy yếu, nhưng dù Tây Ma Vũ có mưu đồ thế nào, cũng không thành. Mặc dù nguyên tắc là bị kiềm chế và hạn chế, nhưng thực tế các chúa Tể Sơn luôn tôn trọng nội chính của tiên thuật điện, hầu như không can thiệp. Vì vậy, sau khi các chúa Tể Sơn khác xuất lệnh bài, Hứa Thanh suy nghĩ một lúc rồi cũng lấy lệnh bài ra. 10 lệnh bài xuất hiện cùng lúc, ánh sáng rực rỡ hội tụ thành biển sáng, hòa vào xoáy bên dưới. Khiến xoáy lập tức trở nên rực rỡ, lấp lánh, âm thanh ầm ầm vang lên càng kinh người, trong tiếng vang vọng không ngừng. Từ trong xoáy có một vật thể dần dần nổi lên. Đầu tiên là một cái đầu lâu, không có máu thịt, chỉ còn lại xương, tỏa ra sát khí kinh người. Tiếp theo là một nắp lô lớn hàng trăm trượng, sau đó là thân lô khổng lồ. Cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người là một lô đỉnh cao mấy trăm trượng. Lô đỉnh này màu trắng, toàn bộ được làm từ xương, bề mặt khắc đầy phù văn cổ xưa, cùng lúc bùng lên sát khí mãnh liệt, cũng có cảm giác thời gian đang chảy trên nó. Hoàn toàn hiện ra, như thể có cơn gió viễn cổ, mang theo tiếng gào thét điên cuồng không cam lòng, thổi vào hiện thực.
thu hút sự chú ý và động dung của mọi người. Nơi này, chỉ có vài người đã từng thấy luyện tiên lô này nổi lên từ nhiều năm trước, còn những người khác, dù đã nghe về truyền thuyết của lô này, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Hứa Thanh cũng không rời mắt, nhưng điều hắn tập trung nhìn là cái đầu lâu, càng nhìn, càng cảm thấy quen mắt. Tâm trí Hứa Thanh khẽ động khi một ý nghĩ khó tin nảy lên trong đầu, có một sứ giả của một chúa tể sơn chậm chậm lên tiếng. Đại trưởng lão, lô này chính là một trong 6 cái cốt đỉnh do tiên thuật đại đế tự tay chế tạo. Đại trưởng lão tiên thuật điện nghe vậy, khẽ gật đầu, mắt lộ ra ánh sáng u tối. Tiên thuật đại đế dù là nhân tộc và sau đó chọn cách bị lịch sử lãng quên, khiến thế nhân không biết tên họ của ngài, ngay cả chúng ta, dòng dõi tiên thuật, cũng khó mà dò xét. Nhưng, những chiến tích của đại đế, chúng ta tuyệt đối không quên. Lô này chính là do Huyền U Cổ Hoàng năm xưa khi chinh chiến vọng cổ, tiên thuật đại đế đã đích thân chém giết 6 cự yêu tuyệt thế lúc bấy giờ, dùng xương của chúng luyện thành 6 cái cốt đỉnh. Đầu lâu trên đó chính là đầu lâu của cự yêu bị luyện hóa. Về cự yêu của lô này, chủng tộc khi còn sống không rõ, theo truyền thuyết, cự yêu này vừa giống nhân tộc, lại như không phải nhân tộc. Trong di tích cổ của tiên thuật điện, có mô tả rằng cự yêu đó tu vi cao vời, sánh ngang với đại đế. Đặc biệt là sự điên cuồng của nó khiến bát phương chấn động, lòng tham của nó kinh người. Khi xưa, nhân lúc Huyền U Cổ Hoàng chinh chiến vạn tộc, cự yêu này lẻn vào vạn tộc, trộm đủ loại bảo vật, đặc biệt lần cuối cùng. Nó muốn trộm đế quan của Huyền U Cổ Hoàng, nhưng thất bại, Huyền U phẫn nộ, phái tiên thuật đại đế truy sát. Sau đó bị tiên thuật đại đế bày bố tuyệt thế đại trận, dụ nó vào, mới thực sự giết chết. Luyện thành lô đỉnh tham luyện này, có thể lấy tiên thuật, dùng lòng tham của đỉnh mà luyện ra. Giọng nói của đại trưởng lão tiên thuật điện vang vọng, rơi vào tai các sứ giả của các chúa tể sơn, khiến từng người thay đổi sắc mặt. Họ dù biết về sự tồn tại của lô đỉnh, nhưng cụ thể về nguồn gốc như vậy thì đây là lần đầu nghe thấy. Còn Hứa Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, suy đoán khó tin kia càng lúc càng mãnh liệt, hắn liền chuyển ánh mắt từ đầu lâu của đỉnh, nhìn về phía Nguyệt Đông bị treo trên không. Chẳng lẽ mục đích của đại sư huynh là cái lô đỉnh này? Chương 2364, Cự yêu viễn cổ 2. Khi Hứa Thanh đang trầm ngâm, đại trưởng lão tiên thuật điện sau khi giới thiệu về luyện cốt lô, giơ tay lên. Lão phu thay mặt đại tiên sư, triệu tập lệnh của 10 phương chúa tể sơn, hôm nay mở luyện cốt lô, luyện phản đồ Nguyệt Đông thành một viên lục tặc tiên đan, lô đỉnh cháy. Lời vừa ra, lô đỉnh khổng lồ lập tức rung động ầm ầm. Lúc này hồ trắng nơi tiên thuật điện tọa lạc sôi trào, từ hồ nước chuyển hóa thành biển lửa trắng. Lửa tụ lại và tràn vào tiên thuật điện, tràn vào quảng trường, tràn vào bên dưới lô đỉnh, bốc cháy rực rỡ. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, còn đại trưởng lão tiên thuật điện ánh mắt lóe sáng, tay cầm pháp trượng chỉ một cái, miệng khẽ hét, lô đỉnh, mở. Ngay lập tức, nắp lô đỉnh phát ra tiếng vang lớn, dần dần mở ra, vô tận lửa từ trong lô phun ra, bao trùm Nguyệt Đông đang treo phía trên. Xích sắt trong thân thể Nguyệt Đông lập tức tan chảy trong lửa này. Thân thể Nguyệt Đông trực tiếp rơi xuống, bị lửa cuốn lấy, nuốt vào trong lô đỉnh. Hứa Thanh do dự, kiềm chế ham muốn ra tay, hắn chọn tin tưởng đại sư huynh. Đồng thời, đại trưởng lão tiên thuật điện một bước đã lên trên lô đỉnh, toàn thân áo bào đen phồng lên. Trong ánh mắt của mọi người, lão hít một hơi sâu, tay trái giơ lên, hướng về bản thân trung niên phía sau, chụp mạnh một cái. Với một cái chụp này, thân ảnh trung niên lập tức vỡ nát, máu thịt biến thành một luồng gió, rơi vào tay đại trưởng lão. Lấy trong tinh không, toái tinh chi phong, để phá thân này. Luồng gió vừa ra, bát phương vang vọng, chứa đựng lực lượng khủng bố, khiến tất cả mọi người cảm nhận được đều thay đổi sắc mặt. Đại trưởng lão tay trái khẽ hất, luồng gió toái tinh trong tay lão, bay vào trong lô. Lô đỉnh kêu ầm ầm. Do lô đỉnh đang mở, nên mọi người đều có thể thấy rõ, Nguyệt Đông trong lô đỉnh, dưới tác động của toái tinh chi phong, thân thể bị phá hủy. Tiếp đó, bản thân thanh niên phía sau đại trưởng lão cũng bị lão chụp mạnh một cái, vỡ nát, máu thịt biến thành chất lỏng đen. Lấy trong hắc ngục, bất khô chi thủy, để hòa tan hồn này, nước đen này rơi vào lô đỉnh. Thân thể Nguyệt Đông đang bị phá hủy, bị nước đen tạt vào, sắc mặt lập tức biến dạng, như chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng. Đó là nỗi đau của linh hồn bị hòa tan. Hứa Thanh mặt mày tối sầm, nhìn kỹ rồi vẫn kiềm chế. Nghi thức của đại trưởng lão vẫn đang tiếp tục, để chuẩn bị cho ngày này,
Hiển nhiên lão đã chuẩn bị từ lâu. Dùng máu thịt biến thành các giai đoạn khác nhau của tiên thuật của bản thân, làm vật liệu luyện tiên. Vì vậy, trong màn biểu diễn của lão, bản thân thiếu niên phía sau cũng đột nhiên tan vỡ. Biến thành một tiếng gào thét, lấy trước vạn cổ, bất cam chi hống, để gọi tiên. Tiếng gào này truyền vào trong lô đỉnh. Nguyệt Đông rung lên, tơ thất tình lục dục từ vô hình thành hữu hình, bị gọi ra. Đại trưởng lão tiên thuật điện, bản thân khô héo, pháp trượng trên tay lúc này lóe sáng, một tia chớp lấp lánh. Ngay sau đó, pháp trượng vỡ thành bốn phần, phát ra máu thịt. Pháp trượng này cũng chính là máu thịt của đại trưởng lão bởi tiên thuật biến thành. Lúc này, toàn bộ máu thịt hóa thành tia chớp, bay vào trong lô đỉnh. Lấy trong hỗn độn, vĩnh hằng lôi đỉnh để ngưng tụ ấn này. Chưa kết thúc, đại trưởng lão mắt lộ vẻ điên cuồng, triển khai chiêu cuối cùng, vẫn là lửa. Mặt đất rung chuyển, từ xoáy xuất hiện lô đỉnh, lúc này bay ra 8 mảnh vảy. Mỗi mảnh đều có vân sáng, trông giống nhau nhưng phát ra màu sắc khác nhau. Kết hợp lại, tạo thành 8 màu, ngoài 7 màu còn có màu đen. Kết hợp với lửa trắng từ hồ trắng, tạo nên 9 màu. Ngọn lửa 9 màu bay vào lô đỉnh, lửa bùng cháy dữ dội. Đây là đoạt tiên chi hỏa, nguồn gốc cổ xưa, là dùng để trừng phạt phản đồ trong tiên thuật điện. Về nghi thức của đại trưởng lão, đó là phong vũ lôi điện hỏa. Lúc này hoàn tất, tay phải lão giơ lên, lô đỉnh, hợp. Lão muốn đóng cốt lô, bắt đầu luyện hóa cuối cùng. Hứa Thanh chứng kiến những điều này, dù ban đầu rất chắc chắn đại sư huynh là cố ý làm vậy, nhưng hiện tại vẫn có chút không chắc chắn, mọi thứ quá thật. Không thể để đại trưởng lão tiếp tục. Hứa Thanh quyết tâm, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, biến cố kinh thiên động địa bất ngờ xảy ra. Trong lô đỉnh sắp đóng, đầu lâu của Nguyệt Đông bị luyện hóa chỉ còn lại đôi mắt, lúc này bất ngờ mở ra. Trong mắt, lộ ra sự điên cuồng. Lão già, ta đợi ngươi chính là khoảnh khắc này. Khi Nguyệt Đông lên tiếng, từ miệng nàng phun ra một ngụm máu. Máu này không phải của Nguyệt Đông, mà là từ đại trưởng lão. Đó là máu Nguyệt Đông bí mật lấy được trong trận chiến trước đó với đại trưởng lão. Như vậy, với máu thịt của trung niên, thanh niên, thiếu niên do tiên thuật của đại trưởng lão tạo thành, cùng với cây quyền trượng và ngụm máu này. Hiện tại trong lô đỉnh, tương đương với việc có 5 vật liên quan đến đại trưởng lão. Điều này phù hợp với một bí pháp của nhị ngưu, đại ngũ ngưu truy nguyên vô tình đạo. Bí pháp này có thể kéo đối phương đến trước mặt mình. Ngay sau đó, xoáy trong lô đỉnh hình thành, tiếng ầm vang, lực hút mạnh mẽ bùng lên, đồng thời đầu lâu của lô đỉnh phát sáng u ám, như được cộng hưởng, gia tăng sức mạnh. Vì vậy trong lô đỉnh, khi đại trưởng lão tiên thuật điện thay đổi sắc mặt, thân thể lão dưới sự tăng cường của bí pháp, bất ngờ biến mất. Khi xuất hiện, chính là trong lô đỉnh, lập tức nắp lô đỉnh đóng lại. Cảnh này khiến các bên ngoài đều dao động tâm thần, có vài đại diện của các chúa Tể Sơn biến sắc, đứng bật dậy. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2365, đây là xương của lão tử. 1. Tại quảng trường ở tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, lúc này cốt lô đỉnh vang vọng, 9 màu lửa xung quanh không ngừng bùng phát, bốc cháy mãnh liệt. Các phù văn trên bề mặt lô đỉnh càng lúc càng rực rỡ, tất cả đều hoạt động, khiến ngọn lửa càng lớn hơn, việc luyện hóa cũng chính thức bắt đầu. Các đại diện của các chúa Tể Sơn xung quanh đã có 3 người đứng dậy, sắc mặt u ám. Về phần những người khác, cũng từng người lộ ra vẻ nghi ngờ. Thực sự là sự đảo ngược này quá đột ngột. Họ khó mà dự đoán được rằng vị đại trưởng lão khởi xướng nghi thức trong tình thế thuận lợi như vậy lại có thể thất bại. Dù sao nếu không có sự chắc chắn, đại trưởng lão sẽ không mời các chúa Tể Sơn đến chứng kiến. Dẫu rằng cũng có nguyên nhân là nghi thức đoạt tiên bắt buộc phải mời các chúa Tể Sơn, nhưng dù sao, chắc chắn đại trưởng lão đã có sự chuẩn bị hoàn hảo để ngăn chặn sự cố. Nhưng, sự cố cuối cùng vẫn xảy ra. Dù mọi người không biết Nguyệt Đông làm thế nào để qua mặt được đại trưởng lão và trong khoảnh khắc cuối cùng lại thể hiện sự đảo ngược tình thế. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí đại tiên sư lần này đã trở nên đầy nghi vấn. Còn ai trở thành đại tiên sư đối với lợi ích của các chúa Tể Sơn cũng khác nhau. Có người ủng hộ đại trưởng lão, có người ủng hộ Nguyệt Đông, cũng có người trung lập. Vì vậy khi thấy sự biến đổi này, những người đã có liên hệ với đại trưởng lão trước đây, đại diện của chúa Tể Sơn thứ 3 và thứ 7, thân thể lập tức rung lên, muốn lao lên trợ giúp. Nhưng ngay khi hai bên này định tiến lên,
đại diện của Chúa Tể Sơn thứ tư và thứ sáu cũng đồng thời xuất hiện, ngăn cản sự cứu trợ. Hai bên nhìn nhau, không nói lời nào, vì hành động đã thể hiện rõ lập trường của mình, nên sự đối đầu lập tức bùng lên giữa bốn bên này. Ngay khi bốn bên đối đầu, ngoài tiên thuật điện vang lên tiếng gió rít. Chỉ thấy một nhóm tu sĩ mặc áo bào đen dẫn theo một số tiên sư từ bên ngoài xông vào, người dẫn đầu mặc hoa bào, là một thanh niên. Người này mang theo sát khí mãnh liệt, dẫn theo một nhóm tu sĩ phía sau, lao vào đấu tranh với những tiên sư thuộc hạ của đại trưởng lão đang ngăn cản phía trước. Tốc độ của gã kinh người, hơn nữa nhảy lên lao qua các bên đang chiến đấu, trực tiếp đến bên trên đỉnh của Cốt Lô. Khi xuất hiện, hư không xung quanh gã vặn vẹo, ba vị tiên sư thân cận của đại trưởng lão hiện hình, lao thẳng đến thanh niên này. Ba vị tiên sư mỗi người đều không tầm thường, khi ra tay, tiên thuật kỳ dị tạo thành ba chiếc răng nanh đen kịt, bao phủ bởi hắc vụ, lao thẳng đến thanh niên mặc hoa bào. Nhưng thanh niên mặc hoa bào không động đậy, đón nhận đòn tấn công của ba người, lấy ra một chiếc chuông, đập mạnh xuống lô đỉnh bên dưới. Tiếng chuông vang vọng, chiếc chuông lập tức phóng to, đạt đến kích thước hàng trăm trượng, bao phủ lô đỉnh hoàn toàn. Khí thế tỏa ra, quét sạch bát phương. Tất cả những điều này diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Sau khi chiếc chuông rơi xuống, ba tiên sư kia cũng đánh vào thanh niên mặc hoa bào, khiến thân thể gã bị đẩy ngược lại, phun ra máu tươi, nhưng gã vẫn phát ra giọng lạnh lùng. Chiếc chuông này chính là thái độ của Vân gia. Vân gia toàn lực ủng hộ để Nguyệt Đông trở thành đại tiên sư. Những tiên sư thuộc hạ của đại trưởng lão đều mặt mày u ám, nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc hoa bào vừa xông vào, các sứ giả của các chúa Tể Sơn xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía đó. Vân Thiên Trung, chiếc chuông này có danh khí không nhỏ trong Đông Ma Vũ, đó là bảo vật của Vân gia, nổi danh cùng với Lan gia. Còn thanh niên mặc hoa bào đó, bản thân gã cũng không ít danh tiếng, chính là thiếu chủ đời này của Vân gia. Khi nhận ra, các sứ giả của những chúa Tể Sơn đều tỏ ra kỳ lạ. Rõ ràng chuyện thiếu chủ Vân gia theo đuổi Nguyệt Đông không phải là bí mật trong Đông Ma Vũ, các bên đều có tình báo. Trước đó thiếu chủ Vân gia đã từng giúp Nguyệt Đông trong tiên thuật điện. Nhưng dù sao, đó chỉ là hành động cá nhân của gã, và khi Nguyệt Đông bị bắt, gã cũng bị đuổi khỏi tiên thuật điện. Nhưng hiện tại, gã không chỉ đến đúng thời điểm, còn mang theo bảo vật gia tộc. Điều này hoàn toàn khác. Trước đó, chỉ đại diện cho cá nhân gã, còn bây giờ, gã đại diện cho Vân gia. Điều này làm cho cuộc tranh giành đại tiên sư trở nên đầy nghi vấn. Nhưng người thực sự quyết định cuộc tranh giành không phải là Vân gia, cũng không phải là các tiên sư ở đây, mà là mười phương chúa Tể Sơn. Họ có quyền này. Vì vậy, các tiên sư thuộc phe đại trưởng lão, lúc này có một người tiên sư trung niên bước ra, cúi đầu chào các chúa Tể Sơn. Nguyệt Đông là phản đồ của tiên thuật điện, thiếu chủ Vân gia cũng bị lừa gạt về chuyện Vân gia ủng hộ, trừ khi lão tổ Vân gia đến, nếu không tiên thuật điện chúng ta không tin. Hiện tại, xin các vị sứ giả trợ giúp, lập lại trật tự. Sau này tiên thuật điện chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp ơn trợ giúp này. Nhìn thấy người này nói vậy, thiếu chủ Vân gia mặt mày u ám, cũng nhìn về phía các sứ giả của các chúa Tể Sơn, cúi đầu chào. Các vị, đây là chuyện nội bộ của tiên thuật điện, Nguyệt Đông cô nương không phải là phản đồ của tiên thuật điện. Nàng là đệ tử duy nhất của đại tiên sư tiền nhiệm và nắm giữ tiên thuật lục tặc vọng sinh, vốn là người thừa kế chính thống. Là vị đại trưởng lão đó, lòng dạ bất chính, không quan tâm đến truyền thống của tiên thuật điện, muốn chiếm đoạt vị trí đại tiên sư, vô cùng độc ác. Xin các vị giữ vững lập trường trước đây, không can thiệp vào nội bộ của tiên thuật điện. Thiếu chủ Vân gia nói xong cúi đầu, trong lòng cũng lo lắng, gã hiểu rất rõ Vân gia, lần này gã mang bảo vật đi, quá trình rất suôn sẻ, điều này đã cho thấy thái độ của lão tổ. Nếu gã thành công, thì sự ủng hộ của Vân gia là thật. Nếu gã thất bại, thì đó là do gã tự tiện lấy bảo vật, Vân gia sẽ hoàn toàn phủ nhận liên quan đến việc này. Gã ngẩng đầu nhìn về phía các sứ giả của chúa Tể Sơn, đặc biệt là nhìn về phía chúa Tể Sơn thứ tư và thứ sáu, vì hai bên này trước đó đã chọn ủng hộ Nguyệt Đông. Các sứ giả của chúa Tể Sơn thứ tư và thứ sáu lúc này cũng đang suy nghĩ. Họ đã cố gắng ngăn cản sứ giả của chúa Tể Sơn thứ ba và thứ bảy, giờ nếu còn lên tiếng thì việc làm này đã hơi thừa. Điều đó đã vượt quá những gì họ có thể thu được. Như vậy, sẽ mất cân bằng. Khi mọi người đang suy nghĩ, có một giọng nói từ phía ghế của chúa Tể Sơn thứ nhất truyền ra. Vân đạo hữu, từ khi nào chuyện của tiên thuật điện lại do Vân gia quyết định? Trên ghế của chúa Tể Sơn thứ nhất là một lão giả này nhắm mắt lại, lúc này mở miệng nói,
không mở mắt nhưng giọng nói mang trọng lượng, vang dội khắp nơi. Chương 2366, đây là xương của lão tử. 2. Trong hiệp ước cổ xưa, chuyện của tiên thuật điện, các chúa Tể Sơn cùng nhau quyết định, chúng ta không can thiệp là tôn trọng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể can thiệp, chỉ là phải ở thời điểm cần thiết. Mà bây giờ chính là thời điểm đó, các vị, ta đề nghị mở cốt lô, hỗ trợ đại trưởng lão tiên thuật điện, lập lại trật tự, trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Lời của sứ giả chúa Tể Sơn thứ nhất vừa truyền ra, sắc mặt thiếu chủ Vân gia thay đổi. Những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão thì lòng tràn đầy hân hoan, họ biết rằng trọng lượng của chúa Tể Sơn thứ nhất rất cao. Các sứ giả của chúa Tể Sơn khác lúc này cũng đều suy tư, ngay cả chúa Tể Sơn thứ tư và thứ sáu nghiêng về Nguyệt Đông cũng do dự, cán cân bắt đầu nghiêng. Mọi thứ dường như sắp định đoạt. Giọng nói của Hứa Thanh lạnh như băng, vang vọng khắp quảng trường. Ta phản đối. Giọng nói vừa vang lên, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất vốn nhắm mắt, lúc này đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Trọng lượng của huyết trần tử rất cao, trọng lượng của chúa Tể Sơn thứ 10 còn cao hơn. Vì vậy, sự phản đối của chúa Tể Sơn thứ 10, dù là lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất, cũng giật mình. Bị mọi người nhìn chằm chằm, sắc mặt Hứa Thanh không đổi, sau khi thấy đại sư huynh ra tay, hắn biết rằng dự đoán của mình đúng, tất cả đều do đại sư huynh cố ý sắp đặt. Vậy thì bây giờ, hắn không thể để người khác phá hỏng kế hoạch của đại sư huynh. Trước khi ta đến đây, chúa Tể đã có lệnh, chúa Tể Sơn thứ 10 chúng ta không tham gia vào mọi tranh chấp nội bộ của tiên thuật điện, chúng ta chỉ ủng hộ người chiến thắng. Hứa Thanh bình tĩnh nói, ánh mắt quét qua, với tư thế mạnh mẽ, đối diện với lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất, không lùi bước chút nào. Các sứ giả của chúa Tể Sơn khác, từng người không nói gì, ánh mắt quét qua Hứa Thanh và lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất, nhìn hai người đối đầu. Lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, giọng nói khàn khàn. Ta rất tò mò, huyết trần tử ngươi và Nguyệt Đông rõ ràng có thù, hôm nay tại sao lại như vậy? So với lệnh của chúa Tể và thù riêng, tất nhiên ta sẽ tuân theo lệnh của chúa Tể. Hứa Thanh nói bình thản, sau đó giọng điệu lạnh lùng. Thêm nữa, ta rất hy vọng Nguyệt Đông trở thành đại tiên sư, như vậy ta sẽ có cơ hội tự tay giết ả, tận hưởng khoái cảm. Lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất híp mắt, nhìn kỹ Hứa Thanh vài lần, sau đó đột nhiên nói. Nếu ta vẫn kiên quyết, ngươi sẽ làm gì? Hứa Thanh nghe vậy, sắc mặt không đổi. Ngươi cứ thử xem. Toàn bộ quảng trường, theo bốn từ này của Hứa Thanh, lập tức trở nên căng thẳng. Hai cơn bão mơ hồ phát ra từ Hứa Thanh và lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất chạm vào nhau vô hình. Nhưng rõ ràng, huyết trần tử hiện nay với những thành tựu ở Tây Ma Vũ đã vang danh khắp nơi, đặc biệt là cái chết của Tây Ma Tử càng khiến nhiều người kinh sợ. Vì vậy, đối mặt với sự mạnh mẽ của Hứa Thanh, dù là lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất cũng không khỏi dao động trong lòng. Trong cốt lô, trong lòng đại trưởng lão tiên thuật điện cũng đang dao động. Trước đó lão đã kiểm tra nhiều lần, thậm chí phá hủy kinh mạch của Nguyệt Đông, rút cạn máu tươi, còn đặt nhiều cấm chế để đảm bảo không có sai sót. Nhưng không ngờ, vào giây phút cuối cùng, lại bị đối phương dùng phương pháp kỳ lạ kéo vào trong cốt lô, trở thành cùng bị luyện hóa. Dù lão đã có sự chuẩn bị, từng giao tiếp sâu với chúa Tể Sơn thứ nhất, đạt được sự ủng hộ của họ, chắc chắn rằng bên ngoài sẽ mở cốt lô để cứu mình. Nhưng lão hiểu rằng, được cứu ra và tự mình thoát ra, sau này phải trả giá khác nhau. Hơn nữa, lão hoàn toàn tự tin vào việc tự mình thoát ra. Sự tự tin này dựa trên sự hiểu biết và kiểm soát cốt lô. Lão có quyền sử dụng lô đỉnh này, dù không bằng đại tiên sư nhưng lão tự tin rằng sự hiểu biết và kiểm soát của mình, hiển nhiên Nguyệt Đông không thể sánh bằng. Theo quy tắc của tiên thuật điện, chỉ có đại tiên sư và đại trưởng lão mới có quyền sử dụng lô đỉnh này. Giờ đây đại tiên sư đã mất, với tư cách là đại trưởng lão, lão tự tin vô cùng. Nguyệt Đông, ngươi không hiểu gì về lô đỉnh này. Từ khi ngươi bước vào đây, số phận của ngươi đã được định đoạt. Vì vậy, mọi sắp đặt của ngươi đều vô nghĩa. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, giơ tay bắt quyết, lập tức lô đỉnh rung động. Sau đó thân thể lão lắc mạnh, bay lên trên, bắt quyết triển khai tiên thuật kiểm soát đặc biệt của lô đỉnh, chuẩn bị thoát ra khỏi lô đỉnh này. Lô đỉnh rung động mạnh hơn, bị đại trưởng lão dùng quyền kiểm soát, phía trên lô đỉnh hiện ra sự mờ ảo, nhìn thấy lão sắp thoát ra. Nhưng lúc này, Nguyệt Đông chỉ còn lại đầu lâu, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Ta không hiểu lô đỉnh này.
để ta đóng kín ngươi lại. Nhị Ngưu gầm lên. Trong chớp mắt, xoáy phía trên lô đỉnh biến mất, vô số máu thịt xuất hiện, lan tỏa khắp nơi, khóa chặt nắp lô và thân lô lại với nhau. Hoàn toàn, chúng dường như cùng nguồn gốc, không thể tách rời. Dù đại trưởng lão dùng tiên thuật kiểm soát thế nào cũng không có tác dụng, giống như quyền kiểm soát của lão đã trở thành vô dụng. Đại trưởng lão kinh ngạc, trước đó bị hút vào đây, lòng chỉ gợn sóng, nhưng giờ thì trong lòng lão đang dậy sóng, không thể nào hình dung. Làm sao có thể? Ngươi không phải Nguyệt Đông không thể làm được điều này. Ngươi là ai? Nhị Ngưu cười khẩy, có gì không thể? Nguyên liệu của lô đỉnh này vốn là của lão tử. Còn lão tử là ai? Ngươi cũng biết lô đỉnh này dùng xương cốt của ta để luyện, ngươi nói xem ta là ai? Đầu lâu của Nhị Ngưu bay lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Trong lòng thì cảm khái, nhớ lại cảnh tượng cùng Sư Tôn và Hứa Thanh từng ở dưới hành cung của Phong Hải Quận, trong đại điện lưu trữ tiên thuật, nhìn thấy tượng của tiên thuật đại đế. Lúc đó lão đầu bảo ta bái tiên thuật đại đế, bái cái đầu bê. Ui, ta bái ai cũng không bái gã. Chính cái tên đại đế khốn khiếp đó, từng lấy thân xác kiếp thứ ba của ta để luyện lô đỉnh. Đó là kiếp thứ ba của ta đấy. Khi đó ta còn ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác, chỉ mượn bảo vật từ các tộc, còn muốn mượn đế miệng của Huyền U để chơi. Chuyện nhỏ nhặt vậy thôi, Huyền U cũng không nói gì, nhưng cái tên đại đế khốn kiếp đó lại muốn giết ta. Đánh chết ta thì thôi, lại còn lấy xác ta luyện thành lô đỉnh, quá đáng hơn nữa, còn khảm đầu lâu của ta lên trên, đúng là quá đáng. May mà từ ký ức của Nguyệt Đông, ta nhìn thấy lô đỉnh này, nếu không, cả đời này ta cũng không tìm lại được bộ xương đáng thương và ngây thơ của kiếp thứ ba của mình. Nhị Ngưu nghiến răng, gầm lên trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2367, cái gì cũng trộm, 1. Tại tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, bên trong cốt lô, do đặc thù của lô đỉnh nên ngoại giới không ai có thể nhận ra, chỉ thấy cốt lô hiện tại đang rung động. Lửa chín màu bừng cháy, việc luyện hóa đã bắt đầu. Vì vậy, các tiên sư thuộc phe đại trưởng lão, ai nấy đều lo lắng, nhìn về phía chúa Tể Sơn thứ nhất. Còn thiếu chủ Vân Gia, thanh niên mặc hoa bào cũng đầy lo âu, gã biết mâu thuẫn giữa Huyết Trần Tử và Nguyệt Đông, hiểu rõ sự phản đối của đối phương có thể mang theo sát ý lớn hơn. Nhưng dù sao, ít nhất bây giờ lời nói của đối phương có lợi cho Nguyệt Đông. Vì vậy gã chỉ còn biết đặt hy vọng vào Huyết Trần Tử. Các chúa Tể Sơn khác đều giữ im lặng, quan sát Hứa Thanh và lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất. Hai người này, một người mới nổi nhưng rất nổi bật, người kia thì danh vọng cao vút. Đằng sau họ, chúa Tể Sơn thứ 10 và chúa Tể Sơn thứ nhất cũng tương tự. Cho nên, sự đối đầu của hai người này trở thành điểm quyết định tất cả. Ngươi trẻ tuổi, đối với những việc ngươi làm ở Tây Ma Vũ, lão phu rất khâm phục. Nhưng mang sức mạnh đó đến Đông Ma Vũ, ngươi có phần quá tự mãn rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất nói lạnh lùng. Nhưng trong lòng lão thầm thở dài, lão cũng không muốn ra tay, nhưng đại diện cho chúa Tể, nếu dễ dàng buông xuôi thì không phải. Lúc này lão khó xử, đành chậm rãi đứng dậy. Khi lão đứng lên, dao động của uẩn thần cửu giới đại viên mãn, cùng với bóng dáng các thế giới chồng chất, tạo thành thế như núi đổ biển trào, vang vọng bát phương. Lão tiến lên một bước, trực tiếp bước đi. Bước chân này hạ xuống, tiên thuật điện vang dội, trời đất biến sắc, áp lực mạnh mẽ. Đối mặt với thế đó, sắc mặt Hứa Thanh không thay đổi chút nào, tuy không có sự chắc chắn chiến thắng uẩn thần cửu giới, trừ khi đối phương cũng giống như Tây Ma Tử, có khuyết điểm lớn. Nhưng lần này Hứa Thanh biết rõ, mình không cần chiến thắng, chỉ cần kéo dài thời gian. Vì vậy hắn cũng đứng dậy, tóc dài tung bay, huyết bào tung bay, huyết vụ đậm đặc từ cơ thể lan tỏa, hóa thành những con huyết long, gầm thét quanh cơ thể Hứa Thanh. Đồng thời, âm thanh thần quyền cũng lóe lên trong cơ thể hắn, giao khắc của vận mệnh thần quyền tỏa ra hơi lạnh. Còn có những đóa hắc liên hiện lên xung quanh Hứa Thanh, tạo thành một lớp bảo vệ tối đa. Tất cả những điều này khiến mọi người đều động lòng, trong đầu hiện lên những chuyện của Huyết Trần Tử ở Tây Ma Vũ. Bí pháp của Minh Viêm Đại Đế, tự thân bảo vệ, có thể chấn động uẩn thần cửu giới, dưới chúa Tể khó có thể phá thân. Còn cái chết của Tây Ma Tử, dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng rõ ràng Huyết Trần Tử này ẩn chứa một chiêu giết người kinh khủng. Hầu như ngay khi suy nghĩ của mọi người dâng lên, lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất, thân thể trực tiếp biến mất,
xuất hiện giữa không trung. Còn thân ảnh Hứa Thanh cũng mờ mờ, tụ lại trên không trung, nhìn như sắp đánh nhau. Nhưng lúc này, có tiếng cười vang vọng giữa hai người. Nhi tử của chúa Tể Sơn thứ năm, Lâm Khôn, đã gặp Hứa Thanh bên ngoài, hiện ra giữa hai người, khí tức của cửu giới bùng nổ, tạo thành rào chắn. Hai vị, nghe ta một lời được chứ? Chuyện nội bộ của tiên thuật điện, theo hiệp ước cổ xưa, chúa Tể Sơn tuy có quyền can thiệp, có quyền quyết định cuối cùng, nhưng từ xưa đến nay, các chúa Tể Sơn chưa từng thực thi quyền này. Trương Huynh, ngươi chắc chắn rằng trong thời kỳ chiến tranh hiện nay và khi nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan sắp mở ra, trong tình huống sứ giả của chúa Tể Sơn thứ 10, Huyết Trần Tử, bày tỏ sự phản đối, ngươi vẫn muốn đại diện chúa Tể Sơn thứ nhất can thiệp vào tiên thuật điện. Lâm Khôn nhìn lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất, ánh mắt có ý sâu xa. Trương Huynh, hậu quả của việc này rất lớn, mà trước khi ta đến đây, phụ thân ta đã ra lệnh cho ta ủng hộ quyết định của chúa Tể Sơn thứ 10. Vì vậy, ta xin ngươi suy nghĩ kỹ. Lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất nghe vậy sắc mặt u ám, nhìn Lâm Khôn trước mắt, rồi nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc im lặng, lão hừ lạnh một tiếng. Vì Lâm đạo hữu đã nói vậy, chuyện này dừng tại đây. Nói xong, lão quay lại ghế ngồi, nhắm mắt tĩnh tọa. Cuộc tranh chấp này cũng theo sự buông tay của lão mà kết thúc. Hứa Thanh không quan tâm, cũng nhận ra lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất bề ngoài khí thế, nhưng thực chất không có ý chiến đấu. Vì vậy không đánh nhau cũng tốt. Hắn gật đầu với Lâm Khôn, người đã giải quyết chuyện này. Lâm Khôn mỉm cười, hành động này của gã cũng có ý nghĩa riêng. Một mặt là nhận ra lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất cần một bậc thang, nên gã đưa ra, có lợi cho bản thân. Mặt khác, cũng thông qua việc này để thể hiện thiện chí với Huyết Trần Tử. Một hành động, hai lợi ích. Đồng thời cũng khéo léo chứng tỏ khả năng quyết định cuối cùng về Đại Tiên Sư Tiên Thuật Điện của chúa Tể Sơn thứ năm. Có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Vì vậy trong lúc cười, gã và Hứa Thanh cùng trở lại chỗ ngồi. Chương 2368, cái gì cũng trộm, 2. Nhưng cảnh tượng này khiến các tiên sư dưới trướng đại trưởng lão, ai nấy mặt mày tái nhợt, lòng đầy bất mãn, nhưng khi các chúa Tể Sơn đã đồng ý, họ cũng đành chấp nhận. Thiếu chủ Vân gia thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía lô đỉnh đang được luyện hóa ở trung tâm quảng trường. Mà bên trong lô đỉnh lúc này, căng thẳng hơn nhiều so với bên ngoài. Đối mặt với việc lô đỉnh bị khóa chặt, cùng những lời từ cái đầu Nguyệt Đông, trong lòng và trong đầu của đại trưởng lão tiên thuật điện đều vang lên tiếng động mạnh mẽ. Lão không thể tin nổi. Thật sự lời của Nguyệt Đông vượt xa trí tưởng tượng của lão. Ngươi, lô đỉnh này, được luyện từ xương của ngươi. Ngươi là tên đại ác từng bị tiên thuật đại đế giết. Sao có thể? Đại trưởng lão tiên thuật điện thở gấp, phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng quyền kiểm soát lô đỉnh của mình biến mất và việc lô đỉnh thật sự xuất hiện máu thịt khóa chặt khi đối phương nói một câu. Tất cả những điều này khiến lão không thể không tin. Bất kể ngươi nói thật hay giả, điều đó không quan trọng, thực lực của ngươi không đủ mới là điểm mấu chốt. Nếu ngươi thực sự mạnh mẽ, cần gì dùng phương pháp này? Đại trưởng lão tiên thuật điện ánh mắt lạnh lùng, lão hiểu rằng sự thật lúc này không quan trọng, quan trọng là làm sao để đạt được chiến thắng cuối cùng. Vì vậy sát ý trong lòng và ánh sáng trong mắt lão tụ lại, sát khí ngút trời. Giết ngươi, mọi thứ sẽ được giải quyết. Đại trưởng lão thân thể lắc mạnh, trong lô đỉnh lao thẳng đến cái đầu của Nguyệt Đông. Với tu vi uẩn thần cửu giới, cùng tiên thuật quỷ dị, tốc độ của lão kinh người, chỉ trong chớp mắt đã đến bên đầu của Nguyệt Đông. Dù cái đầu này có bay lùi thế nào cũng không có ý nghĩa, đại trưởng lão giơ tay phải lên, đập mạnh một cái. Ầm một tiếng, đầu của Nguyệt Đông lập tức nổ tung, tan tành. Nhưng sắc mặt của đại trưởng lão tiên thuật điện lại càng u ám. Bởi vì, sau khi đầu của Nguyệt Đông nổ tung, máu thịt tan ra lại lập tức tụ lại, cái đầu lại xuất hiện. Chỉ là hình dáng không còn là Nguyệt Đông, mà là Nhị Ngưu. Lão già khú, muốn giết ta, kiếp này ngươi không có hy vọng. Đại trưởng lão tiên thuật điện không nói gì, tiếp tục ra tay, lần này lão dùng tiên thuật. Một bàn tay xám xịt quỷ dị hiện ra trước mặt Nhị Ngưu, chọc thẳng vào, xuyên qua, dường như lấy đi hồn phách của Nhị Ngưu. Còn lại máu thịt lập tức thối rữa, biến thành nước đen rơi xuống. Nhưng, trong chớp mắt, từ nước đen bay ra một con sâu xanh, trong không trung nổ tung, hóa thành huyết vụ, lại tụ lại, đầu của Nhị Ngưu lại xuất hiện. Chỉ là sắc mặt rõ ràng tái nhợt, nhưng tiếng gầm trong miệng càng thêm ngạo nghễ. Mẹ kiếp, đến đây, xem thử ngươi giết ta trước, hay ta giết ngươi trước. Chúng ta so xem,
ai sống dai hơn. Ngươi thèm khát tiên thuật của ta, ta nói thẳng cho ngươi biết, tiên thuật của ngươi, ta lấy. Tiên thuật này, ta sẽ không học từng chút mà trực tiếp luyện ngươi, một hơi nuốt hết tiên thuật của ngươi. Nhị Ngưu gầm lên. Trong lòng đại trưởng lão tiên thuật điện càng lo lắng, vì Lô Đỉnh đang luyện hóa, bây giờ cũng ảnh hưởng đến lão. Lão không do dự, tiếp tục ra tay, nhưng mỗi lần làm nổ tung máu thịt của Nhị Ngưu, đối phương lại quỷ dị tái sinh, dù lão làm thế nào cũng chỉ làm cho mặt Nhị Ngưu ngày càng tái nhợt. Đối phương giống như một con quái vật, không thể nào thực sự giết chết. Mà trong khoảng thời gian này, Nhị Ngưu cũng liên tục sử dụng chiêu thức bí mật của mình. Ngươi dùng phong, vũ, lôi, hỏa, ta dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lấy nước băng vĩnh cửu từ kiếp trước của ta. Nhị Ngưu gầm lên, há miệng phun ra nước băng xanh, rơi vào Lô Đỉnh, làm việc luyện hóa càng mạnh mẽ. Đại trưởng lão hít một hơi lạnh, ánh mắt càng lo lắng, tiếp tục cố gắng giết chết Nhị Ngưu. Trong tiếng ầm ầm, Nhị Ngưu tái sinh, gầm lên. Lấy lửa sinh mệnh bất diệt từ kiếp này của ta. Nhị Ngưu lại nổ tung, sau đó tụ lại, hét lớn. Lấy quan tài của Bắc Đế, lấy đất chôn Bắc Đế của tiên giới. Mỗi lần Nhị Ngưu mở miệng đều phun ra một vật, lửa sinh mệnh, quan tài chôn xác, đất chôn đế, làm sức mạnh luyện hóa của Lô Đỉnh này càng thêm khủng khiếp. Bốn món này, từng cái đều không tầm thường, bao gồm cả kiếp trước và kiếp này, dùng quan tài và đất của Bắc Đế để gia tăng sức mạnh luyện hóa, sức mạnh này đã kinh thiên động địa. Dù mạnh mẽ như đại trưởng lão, cơ thể cũng bắt đầu bốc cháy, linh hồn đang chịu đựng đau đớn, trong thời khắc sinh tử nguy nan, sát ý đạt đến cực điểm, tiếp tục tấn công Nhị Ngưu. Nhị Ngưu tan vỡ, lại tụ lại, ánh mắt điên cuồng đến cực điểm, gầm lên điên cuồng. Cuối cùng, thủy, hỏa, thổ, mộc đủ, chỉ thiếu kim. Lấy kim cốt của đại nhân quả, mượn sức mạnh của vô tận nhân quả, phá vỡ tiên thuật của ngươi. Nhị Ngưu gầm lên chấn động, phun ra một mảnh xương nhỏ bằng móng tay, mảnh xương này là màu vàng. Xuất hiện ngay lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, lực lượng nhân quả bên trong nồng đậm vô cùng, bùng nổ hoàn toàn. Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, còn Nhị Ngưu lúc này điên cuồng và yếu ớt, cũng đầy đắc ý. Đây là kim bảo mà sư đệ của ta luyện ra khi tự bạo tại hoàng đô của nhân tộc, linh khí cháy rực, máu thịt nuôi dưỡng, cuối cùng toàn bộ xương tan vỡ kết tinh thành bảo vật. Lúc đó ta trộm được, hôm nay, dùng để xử lý ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2369, Màu Mè, 1. Trên quảng trường tiên thuật điện, Hứa Thanh ngồi đó, lúc này đôi mày khẽ nhíu lại cảm nhận bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Lô Đỉnh. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó thuộc về mình xuất hiện. Nhưng cảm giác kỹ càng, lại rất mơ hồ, cũng khó tìm ra nguồn gốc. Có chuyện gì vậy? Hứa Thanh trầm ngâm. Nghĩ mãi không ra, hắn đành giấu kín trong lòng, tiếp tục nhìn về phía Lô Đỉnh. Đại sư huynh ở đó, chắc cũng sắp thành công rồi, không biết y dùng cách nào để phản luyện hóa vị đại trưởng lão kia. Cái Lô Đỉnh, chắc chắn là then chốt. Sau khi việc này kết thúc, khoảng thời gian mở ra nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế cũng sắp đến. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u tối. Hắn rất rõ ràng về cảnh giới tu vi của mình, hiện tại bị thân xác này cản trở, vì vậy hắn đã nghĩ ra nhiều biện pháp, nhưng giờ chỉ có hai cách có thể hiệu quả. Một là dùng bụi trắng mà hắn đã chuẩn bị, kết hợp với mặt nạ ước nguyện, nhưng đó là phương án dự phòng. Cách thứ hai, chính là cơ duyên nâng cao tu vi tại nơi bế quan của Đại Đế này. Hy vọng nơi bế quan của Đại Đế thật sự có đủ dưỡng chất để ta đột phá tu vi. Nếu không được, sau khi rời khỏi Ma Vũ Thánh Địa, ta sẽ lập tức trở về Nam Hoang Châu bế quan, dựa vào mặt nạ ước nguyện để luyện một phân thân, rồi dùng bụi trắng xóa bỏ nhân quả. Với những suy nghĩ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Trên quảng trường, giống như Hứa Thanh, các đại diện của Chúa Tể Sơn và những tiên sư đều với những suy tư khác nhau, nhìn chăm chú vào Lô Đỉnh. Sự lo lắng dần dần trỗi dậy trong lòng các tiên sư của cả hai bên. Có người mong đại trưởng lão thành công, có người mong Nguyệt Đông chiến thắng. Dù ai là người cuối cùng chiến thắng, đều sẽ đại diện cho tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, quyết định vị đại tiên sư của thế hệ này. Lúc này bên trong Lô Đỉnh, sự lo lắng còn mãnh liệt hơn bên ngoài. Đại trưởng lão đang lo lắng, đang giãy giụa, đang gầm thét, không ngừng ra tay với Nhị Ngưu. Đầu của Nhị Ngưu liên tục tan vỡ,
liên tục tụ lại, cũng đang lo lắng. Chỉ có điều sự lo lắng của y kèm theo sự điên cuồng. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Nhị Nghiêu nghiến răng nghiến lợi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại này do y phun ra, đang tan chảy, gia tăng sức mạnh luyện hóa, khiến toàn bộ lô đỉnh dưới ý chí của y, nội bộ bừng cháy dữ dội. Ý luyện hóa ngày càng kinh khủng. Cảnh tượng này, đối với đại trưởng lão là tình huống sinh tử. Lão dần không thể chịu đựng nổi. Đặc biệt là Nhị Nghiêu, trong quá trình này đã triển khai đủ loại pháp thuật cổ xưa, bất kể có tác dụng hay không, đều lấy ra hết. Một số câu chú cổ xưa, ngay cả đại trưởng lão cũng không hiểu, trong lòng đầy kinh hãi. Chẳng hạn lúc này, lão đã liên tục đánh chết đối phương hàng chục lần, gần như nghiền nát, hủy diệt máu thịt, nhưng Nhị Nghiêu vẫn tụ lại sống lại, miệng gầm lên điên cuồng. Đại đạo sinh ra tự nhiên, từ vô cực đến thái cực, đạo ẩn trong vô hình, từ thái cực đến thiên địa, đạo hiện ra trong hình thể, có đạo ý, nhập vào thân ta. Ý nghĩa huyền diệu, theo câu chú cổ xưa của Nhị Nghiêu, lập tức xuất hiện trong lô đỉnh. Đại trưởng lão giật mình, kinh hãi vừa nổi lên, nhưng ý nghĩa huyền diệu lại ngay lập tức biến mất, như ảo giác. Giống như người niệm chú tự thân không đủ sức triển hiện, hoặc là niệm sai, cái này không có tác dụng. Không sao, ta còn có cái khác. Nhị Nghiêu biểu cảm méo mó, lại gầm lên. Từ âm dương sinh ra ngũ hành dưỡng nhất tính sinh ra nhất tạo hóa, nhất hình thành nhất thiên địa, biết thân người, đây là ngũ hành luyện, luyện cho ta. Nhị Nghiêu gầm lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một loại ý nghĩa huyền diệu khác lại xuất hiện, nội tâm đại trưởng lão lại lần nữa chấn động, thậm chí tinh thần cũng hiện ra dấu hiệu tử vong. Nhưng rất nhanh, ý nghĩa huyền diệu tan biến. Sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt, lòng kinh hãi, đối với nguồn gốc của đối thủ trước mắt, lão không còn nghi ngờ nữa, tin rằng rất có khả năng, đúng là tên đại ác cổ xưa đó. Chỉ có danh phận này mới có thể gầm lên những câu chú cổ xưa kinh khủng như vậy, không thể để y tiếp tục như vậy. Đại trưởng lão nghiến răng, vừa chống lại việc luyện hóa từ lô đỉnh, vừa lao nhanh về phía Nhị Nghiêu, ra tay. Trong tiếng nổ, đầu Nhị Nghiêu lại vỡ tung, khi tụ lại, sự suy yếu của y cũng hiện rõ. Rốt cuộc việc phục hồi sau mỗi lần tan vỡ của y không phải vô hạn, lúc này đã tụ lại ngày càng chậm. Nhưng sự điên cuồng lại càng tăng lên. Ta không tin, lão già khú, xem thử ngươi giết ta trước hay ta luyện ngươi trước. Nhị Nghiêu gầm lên, trong khoảng thời gian sinh tử luân phiên, tiếng y vang lên đứt quãng và thê lương. Hách hách dương dương, mặt trời mọc ở phương đông, nghe nguyền rủa người chết, gặp nguyền rủa người vong. Câu chú tuy độc, nhưng vô hiệu. Chương 2370, màu mè, 2. Nhất đoạn thiên ôn lộ, nhị đoạn địa ôn môn, tam đoạn nhân hữu lộ, tứ đoạn quỷ vô môn, ngũ đoạn. Sớm gọi tinh tú, tôi dẫn thần tiên, thần quy hợp đức, khiến quỷ vạn nghìn, tả phụ hữu bạt, đứng trước đàn, theo ta ra lệnh, đi. Bà mẹ nó, quên mất rồi. Mịt mờ u ám, trời đất cùng sinh, tan thành khí, tụ thành hình, ngũ hành chi tổ, lục giáp chi tinh. Với sự điên cuồng của Nhị Nghiêu, trong lô đỉnh tiếng nổ liên tục, ý nghĩa huyền diệu một lúc hiện lên, một lúc tan biến, sát khí cũng vậy, sức mạnh luyện hóa cũng thế. Cách này, đối với tinh thần của đại trưởng lão, là cực hạn. Lão thậm chí nghi ngờ, đây là tên đáng chết trước mắt cố tình làm vậy. Mà sức mạnh luyện hóa của lô đỉnh cũng càng thêm dữ dội, đốt cháy thân thể, đốt cháy linh hồn, đốt cháy mọi thứ. Chết tiệt, tại sao chúa Tể Sơn thứ nhất còn chưa mở lô đỉnh? Đại trưởng lão lo lắng, tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, lại lao về phía Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu nhìn chằm chằm lão, gầm lên điên cuồng. Vẫn phương tộc thuật, thiên đạo tất, tam ngũ thành, nhật nguyệt câu, đồng quy vong. Đêm đen, ta triệu gọi sứ giả của cái chết, giáng xuống lô đỉnh này, nuốt chửng máu thịt trước mặt ta. Nguyệt viêm thần thuật, nhìn ta là mù, nghe ta là điếc. Quỷ đạo, từ cổ đi thần càng xa, đi quỷ càng gần. Nay nhớ chân danh của ta, khiến người biết, một biết tên quỷ. Ta không dám đến, hai gọi tên quỷ, quỷ quái tan biến, trên trời quỷ, dưới đất quỷ và sát, ba gọi tên quỷ, vạn quỷ nghe lệnh. Cổ linh tộc pháp, nhập u minh, khí bố đạo, dám mưu hại ta sẽ chịu họa. Ta có một sản, chính là ân, ngược lại là thù, người sau mệnh rơi, chắc chắn chết. Nhị Nghiêu phát điên. Trong thời khắc khó khăn này, trong lúc nguy nan, y đem toàn bộ câu chú mình có thể nhớ đều dùng hết, trong đó bao gồm đạo pháp, thần thuật, tiên thuật, dị tộc chi thuật, thậm chí cả quỷ thuật. Còn có pháp do y tự sáng tạo. Giờ đây bùng nổ,
mang đến sự kinh ngạc và tra tấn cho đại trưởng lão tiên thuật điện, mạnh mẽ vô cùng. Trong lô đỉnh liên tục vang lên tiếng nổ, đại trưởng lão thở hổn hển, trong lòng thậm chí có khoảnh khắc mơ hồ. Bởi vì suốt đời lão chinh chiến, chưa từng gặp đối thủ thế này. Những thuật pháp đó, nếu đều có hiệu quả cũng không sao, có những cái không hiệu quả, nhưng khi bản thân lơ là, đột nhiên lại có cái có hiệu quả. Khiến người khó lòng phòng bị, mệt mỏi vô cùng. Lúc này, tiếng của Nhị Ngưu còn vang vọng. Thanh là gỗ phương Đông, xích là lửa phương Nam, bạch là kim phương Tây, hắc là nước phương Bắc, kim mộc thủy hỏa quy về gió bốn mùa, tạo thành lô, thêm một thổ ở giữa. Luyện, 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 luyện cho ta. Lửa chín màu trong lô đỉnh lập tức bùng lên, thêm vào lửa vĩnh cửu của Nhị Ngưu, trở thành 10 màu, với sức mạnh kinh khủng, bùng lên dữ dội. Ngọn lửa quét qua, lần này đầu Nhị Ngưu không cần đại trưởng lão ra tay, tự mình bốc cháy, còn đại trưởng lão thì phát ra tiếng gào thét, thịt dần tan rã. Nhưng Nhị Ngưu lại cười điên cuồng, muốn luyện ta. Đến đây, đời này ta chưa thấy ai dám liều chết như ta. 5 canh giờ sau. Trên quảng trường, ngoài lô đỉnh, khi thiếu chủ Vân gia và các tiên sư của cả hai bên đã lo lắng đến tận cùng, thậm chí sát ý vì bất an của mỗi bên sắp bùng phát. Lô đỉnh rung động không ngừng, đột nhiên phát ra tiếng nổ vang dội. Tiếng này vang lên, các sứ giả chúa Tể Sơn đang ngồi nhắm mắt chờ đợi lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm. Hứa Thanh cũng trong đó, trong mắt có một tia hy vọng, nhìn về phía lô đỉnh. Lô đỉnh càng rung mạnh, khoảnh khắc sau, nắp lô đỉnh bị bật lên. Lửa 10 màu bùng lên, bay thẳng lên đỉnh quảng trường, tụ thành xoáy lửa, lan ra bát phương. Cùng lúc đó, một bóng người mờ ảo từ lô đỉnh mở ra, chậm rãi bay lên. Khi hoàn toàn bước ra, hình ảnh trở nên rõ ràng, đó chính là Nguyệt Đông trong bộ váy dài màu đỏ. Tóc nàng tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, xung quanh ngọn lửa vây quanh, như đang nhảy múa vì nàng. Tất cả các tiên sư xung quanh, trong lòng rung động vô cùng, vì họ nhìn thấy sau lưng Nguyệt Đông hiện ra thân hình trung niên, thanh niên và thiếu niên của đại trưởng lão. Còn bản thể đại trưởng lão, không thấy đâu, giống như bị Nguyệt Đông nuốt chửng, thay thế. Nguyệt Đông mở mắt. Khi mắt nàng mở ra, cảm xúc của mọi người như dây đàn bị gảy, trong quảng trường bị dao động vô hình. Đó là tiên thuật lục tặc vọng sinh. Theo sự lan tỏa cảm xúc, Nguyệt Đông lạnh lùng giơ tay phải lên, lập tức lô đỉnh bên dưới bốc lên, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng nắm tay, lơ lửng trên tay phải của nàng, xoay tròn, áp lực đang lan tỏa. Hứa Thanh cảm thấy yên tâm, đồng thời cũng xác nhận lô đỉnh có liên quan đến tiền kiếp của đại sư huynh, lúc này định thu hồi ánh mắt, nhưng khoảnh khắc sau hắn bất ngờ nhíu mày, nhìn vào trán Nguyệt Đông. Ở đó, dù mọi thứ bình thường, nhưng Hứa Thanh cảm thấy có gì đó quen thuộc vô cùng, giống như cùng nguồn gốc. Lúc này thiếu chủ Vân gia hít sâu, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng và mê mẩn, đầu tiên cúi chào Nguyệt Đông, lớn tiếng, bái kiến đại tiên sư. Những tiên sư vốn ủng hộ Nguyệt Đông cũng nhanh chóng phản ứng, phấn khích bái kiến, thành công của Nguyệt Đông đại diện cho tương lai của họ sẽ trở thành dòng chính của tiên thuật điện. Những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão, giờ đây đầy cay đắng, hiểu rằng thời thế đã thay đổi, không thể không cúi đầu, cùng bái kiến. Người duy nhất không cần bái kiến, chỉ có sứ giả của 10 phương chúa Tể Sơn, nhưng vì tôn trọng tân đại tiên sư, họ đều đứng dậy gật đầu chào Nguyệt Đông. Nguyệt Đông chậm rãi lên tiếng, cảm ơn các vị đã đến dự lễ, giờ lễ đã xong, mời các vị tự tiện. Nhưng có một người, vẫn nên ở lại. Ánh mắt nàng quét qua, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Thanh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Huyết Trần Tử, chuyện giữa ta và ngươi, cũng nên tính sổ một lần. Hứa Thanh nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, nhìn vào trán Nguyệt Đông, thản nhiên nói, đúng là có ý đó. Các bạn vừa nghe xong tập 237 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.